quảng bá đâu rồi con. Đây nè, cho hai đứa nè. Con cảm ơn dì Duyên nha. Con cảm ơn dì Duyên nha. Ừ, ăn đi, dì Duyên về nha. Dạ, bye bye dì Duyên. Ừ. Thank you.
Chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng sông Ngã Bày. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Hay vậy mà tụi con biết cái kinh Ngã Bảy là nó ở đâu không? Dạ không chú. Cái kênh dòng kinh Ngã Bảy hồi xưa đó, bây giờ nó là thuộc về Phụng Hiệp á. À, của cái Hậu Giang. Dạ. Trời ơi, giờ mới biết ở Hậu Giang luôn á. Nó ở đó thì cái dòng kinh nó có 7 ngã. Dạ. Nó chia về. Nó mỗi một hướng khác nhau, nó có 7 hướng. Ăn gheo. Cơm hủ này nấu cái này ngọt quá ha. Dạ. Thịt cũng quá ngọt luôn. Hay mà tắm xong có hái bằng không? Có chứ, hồi nhỏ ai cũng vậy mà. Hồi đó thì bằng nó cũng thiếu vậy. Nhưng mà mình đâu có biết là nấu cái lẩu. Dạ, ngày xưa chắc ăn sống á. Mình lấy lụm lên mình cắn mình ăn thôi. Dạ. Rồi nếu mà có nấu thì cũng không có biết nấu lẩu rồi đâu. Cái cao bằng á, nó có cái đặc điểm á, là nó làm cho mình cái bồi mé. Dạ. Bồi mé xong á, thì khi mà những cái chòi bằng đó nó mọc lên nó đang dày hết trơn. Dạ. Thì như vậy á, thì cái phù sa nó sẽ bám vào cái những cái chòi bằng đó, nó lắng xuống giữ nghe chân cái chân đó, thành ra đất mình nó bồi lên. Ừ. Ta hay so sánh những người nghèo á với cái từ bần mà nó có nghĩa là sao mà lại lấy cái bần ra để nói vô cái từ nghèo đó thôi chứ. Bần thì thường ta thường nói là cái chữ bần tiện này cái nọ ha, là khổ sở bần cùng, cơ cực bần cùng, thì đó là nó chỉ không phải chỉ là cái cây bần. Dạ. Mà đó là cái chỉ cái rễ cái chòi cây bần. À, cái chòi của cây bần. Cái chòi của cây bần đó nó mới đúng là cơ cực, nó không có, có nghĩa là khi nó trồi lên như vậy nó không có quần áo, nó không có cái gì để bao bọc nó hết trơn luôn. Dạ. Đó, nó trần truồng nó lên vậy đó. Những cái lúc mà hồi xưa chú đi á, không có cơm ăn á, không đem kịp đó, thì lấy cái bằng này ăn cho nó đỡ đói. Bởi vì mình thấy nó là hơi chua, nhưng mà thật sự nó vừa cái hũ chua nhưng trong đó nó là ngọt, trong đó nó có rất nhiều cái vitamin. Dạ. Nghe mình ăn nó đỡ đói được. À, còn bây giờ thì người ta còn chế biến nhiều món như nấu lẩu nè, nấu canh chua bằng nè. Dạ. Đó, nó làm nhiều thứ lắm. Rồi thí dụ nhậu với bằng đó gì nè đó. Dạ. Trời ơi, khi nào mà có dịp ha, tụi con xuống đến đây rồi chú Sếp ngồi kể cho con rất nhiều cái chuyện về cây bằng và trái bằng. Dạ. Nó là một cái dính liền với cái người dân của cái miền Tây sông nước của mình. Dạ. Dạ, không mời chú. Vô. Dạ.